Nghỉ việc, xếp hàng mua hồ sơ vào lớp 1 trường tiểu học Vạn Bảo, Hà Đông, Hà Nội từ 5 giờ sáng. Nhưng chị Bùi Thu Hà, Hà Đông đành ngậm ngùi đi về vì trường chỉ tuyển sinh khoảng 200 chỉ tiêu và đã có rất đông phụ huynh xếp hàng xuyên đêm từ tận tối hôm qua. Mình có mặt từ lúc 5 giờ sáng, xếp hàng nhưng mà nhà trường lấy đủ chỉ tiêu 200 thôi bạn. Cho nên là không vào được. Cũng hơi thất vọng chút nhưng mà không biết tại vì nhà trường thì mong muốn là trường lấy thêm chỉ tiêu. Cái này vào phụ huynh học sinh vất vả quá. Vì thật sự là đây là trường chất lượng cao và là của công lập. Đấy thì ra là rất muốn là con được học môi trường công lập nhưng lại được học cái môi trường lại tốt. Đấy thì ra là cũng là sự lựa chọn của phụ huynh. Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 13 tháng 6, các phụ huynh vẫn có mặt rất đông tại cổng trường, gác công việc để xếp hàng giành suất vào lớp 1 trường tiểu học Vạn Bảo cho con. Dù không thiếu trường tiểu học trên địa bàn quận, nhưng nhiều phụ huynh vẫn muốn con được học trong trường công lập chất lượng cao, đồng thời mong muốn trường thay đổi cách tuyển sinh. Nhà tôi xếp hàng từ 8 giờ tối hôm qua đến 8 giờ sáng hôm nay thì đã vào đăng ký được cho con. Chúng là cảm thấy hạnh phúc, rất là vui mừng và cảm thấy mình là một trong số các phụ huynh đã đăng ký được cho con. Cũng thấy yên tâm khi con năm tới là được vào trường học. Hy vọng là nhà trường nghĩ cái cách tuyển sinh tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh. Có thể là đăng ký trực tuyến hoặc là có cách gì đấy để phụ huynh đỡ vất vả. Hôm nay tôi đến đây từ sáng. Từ lúc 6 giờ sáng nhưng mà cũng bây giờ tôi cũng không vào được. Thực ra tôi rất bức xúc về cái vấn đề tuyển sinh của trường. Thực ra đây là một trường tiểu học chất lượng cao. Thì tôi nghĩ quan điểm là không nên giới hạn hồ sơ tuyển sinh mà lên tuyển sinh đầu vào các cháu. Đấy, nên để cho mặt bằng học sinh đồng đều chứ không phải là đến xếp hàng trước từ 2-3 ngày rồi cứ đặt gạch rồi gần nhà rồi các thứ. Hoặc là có những trường hợp là tôi không biết là có xen lẫn số đẩy hay là có số thứ tự từ trước hay chưa. Nhưng mà bố mẹ đến rất sớm nhưng mà hầu như là đều không vào được. Tôi nghe thấy nhiều người bảo họ xếp từ đêm qua. Thực ra là tình trạng ở đây tôi thấy là cũng về cái trường học thì cũng có. Nhưng mà về trường Vạn Bảo thì hiện tại ở đây thì số lượng học sinh trên một cháu một lớp tôi đang thấy là rất hợp lý. Và môi trường thì cũng là trường mới. Đấy, một không gian cảnh quan thì nó cũng là rộng rãi sạch đẹp. Đấy là gọi là trường mới chất lượng cao. Nên gia đình có mong muốn là cho cháu vào đây. Vài năm trở lại đây, cuộc chiến giành suất cho con vào lớp 1 đã không còn xa lạ với các phụ huynh thủ đô. Để không còn là cuộc chiến, mỗi nhà trường nên thay đổi phương thức tuyển sinh cho phù hợp. Đồng thời các phụ huynh cũng nên hiểu rằng ngôi trường phù hợp với con mới là ngôi trường tốt nhất.